Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm măng ha. Thì măng này là măng mạnh tông nè, măng đen đó các bạn. Ông xã mình hôm qua đi công tác ở Đồng Nai thấy măng rẻ cho nên mua về. Thì ở chỗ này mua quá xá nhiều luôn, mua tới 3 mục luôn các bạn. Cho nên bây giờ mình phải làm rồi mình để vô tủ dự trữ để ăn dần ha. Chứ 3 mục này nhà mình có 4 người đâu có ăn hết. Cho nên mình sẽ chế biến sơ rồi để vô cái tủ lạnh. Rồi để dành chừng nào ăn nhiêu thì mình lấy ra mình ăn. Và có mua thêm một cái hũ măng chua nữa nè các bạn. Cái hũ măng chua này rất là ngon ha, các bạn nhìn xem nè. Cái hũ này để dành mình nấu canh chua hay là ăn sống cũng được nha. Cái này mình sẽ để vào tủ lạnh rồi mình cũng ăn từ từ. Nhà mình cũng thích ăn măng lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ sắc măng. Tiên thì mình sẽ gọt vỏ phần vỏ ở ngoài. Người ta đã gọt rồi đó, nhưng mà cũng chưa sập nha. Mình cũng phải gọt lại. Cái mực măng này nó non hết sức non. Cái tháng mưa này thì măng nó sẽ rẻ hơn. Còn nếu mà vào tháng nắng thì măng nó mắc. Có nhưng mà giá thành rất là mắc nha. Có khi lên tới 30-40 ngàn một ký. Rồi bây giờ cái phần gọt đã xong ha. Bây giờ mình sẽ bào đẩy qua này bên bên đi hồng dẹp. Rồi, nước nó cũng còn nóng nha các bạn. Bây giờ vô nó còn nóng hầu hầu. Như vậy thì mình ngâm măng nó sẽ đẩy cái chất đắng của măng ra. Rồi bây giờ mình bào cái này nó hơi bự ha, nhưng mà mình bào cái này mau lắm nha. Đây măng non quá xá non ha các bạn. Để cái dao vô bào nè, đẩy nhìn thấy cái miếng thiệt lắm, miếng măng thiệt là ngon nha. Cái dao này mà nếu ai cầm tay mặt á làm mau lắm, tại mình cầm tay trái á, cho nên khi mình đưa qua tay mặt mình phải tập trung nên mình sắc nó hơi lâu. Rồi cái thơm ăn mình đã sắc xong ha. Bây giờ mình đã ngâm trong cái nước này. Cái nước này nó có muối rồi nha các bạn. Bây giờ mình ngâm nó ở đây. Mình đang nấu một cái nồi nước sôi để mà mình chế nó vô. Rồi sau đó mình ngâm khoảng 15 phút nữa. Mình đã nấu xong ha. Mình chế nó vô đây. Mình ngâm 15 phút nữa cho cái chất đắng nó ra nha. Cái chất màu vàng vàng nó ra. Tại vì cái chất này nếu mà các bạn không ngâm vậy ha, cái nó chưa có ra được ha, là nó vừa bị nhẫn nè, nó đắng đắng nè, ăn không có ngon nha. Rồi nha các bạn. Hiện nay cái gỗ măng của mình đã ngâm hơn nửa tiếng rồi đó. Ngâm vô cái nước nóng với muối. Rồi mình rửa lại 3 nước nữa. Hiện nay thì cũng rất sạch. Mình hửi cái mùi á, nó cũng hết khẳng rồi ha. Để mình thử coi nó có đắng không nha. Cái măng này, cái mấy cái nhỏ nhỏ trên là do cái măng nó non quá đó. Rồi cái mình rửa nó, cái nó gãy. À, như thế này thì nó cũng đã hết đắng rồi nha các bạn. Nhưng mà mình để cho nó chắc
thì mình luộc lại cái nước muối một lần nữa. Rồi sau đó thì mình rửa sạch rồi mình để vô bọc, mình để dành mình ăn dần ha. À, bây giờ mình lại đây mình coi cái nồi nước của mình coi. Đây, cái nồi nước của nó sôi chưa nha. Nước nó sôi rồi nha các bạn. Thì bây giờ là luộc măng á, thì mình phải cho nó vô một cái miếng muối. Đây, không có cái muỗng, để đại vô trong cái giá này đi. Thì với cái nồi này á, thì các bạn ước lượng khoảng 2 muỗng muối nha. Đây, chắc chưa đủ quá một chút nữa đi. Nước đã sôi ha, thì bây giờ mình sẽ cho măng vô. Thì cái gỗ măng của mình và quá xa nhiều luôn, một gỗ gỗ này nhiều lắm luôn á, mua tới 6 kg luôn, mà 31 tới 6 kg luôn, cho nên rất là nhiều. Rồi bây giờ mình cho nó vô nồi ha, nó non dữ lắm luôn á các bạn, nhiều quá cho nên mình phải làm như thế này, mình phải chế biến sơ rồi mình để vô bọc, mình để vô tủ lạnh mình ăn dần, chứ không thôi thì ăn sao mà cho hết. Ông xã mình năm nào cũng vậy, mỗi lần chuyến đi mà tới mùa này mà đi công tác ở Đồng Nai là hay mua cái kiểu này lắm, mua một lần 2 3 1 3 4 1 mua đem về, chắc tại thấy mình nó không quá, mua đem về để mà tạo điều kiện cho mình làm hay gì không biết nữa. Nhiều dữ lắm luôn, ba một ngày tới 6 kg lần, mà để cái nồi này không muốn hết luôn á. Bạn thấy ghê không, nhà có 4 người thôi mà làm gì đó. Thích mà thích mua. Về bà vợ chồng mình cứ đi tới đi lui á, nói mua làm chi mà mua dữ vậy, đã ba cái một măng chà bá lửa rồi còn thêm một cái hộp măng chua nữa, chèn ơi ăn biết tới chừng nào đây. Nhưng mà không có sao, cái này mình làm xong rồi mình để vô cái tủ lạnh ha, cái mình ăn từ từ vẫn ngon như thường nha các bạn, tại vì mình đã sơ chế hết rồi. Wow. Các bạn sẽ thấy cái nồi măng nè, hiện nay nó cũng đang sôi sôi li ti ha. Đó. Các bạn thấy không? Ý là ngâm nước rồi đó, mà bây giờ mình đè xuống nè, các bạn nhìn xem nha, mình đè xuống nè. Cái nước nó vẫn ra vàng nha các bạn. Đó, cái nước này nè. Cái nước này là nó sẽ đắng nè, và nó cũng rất là độc nha, cái độc tố ở trong này rất là nhiều, cho nên là mình làm măng thì ăn thì rất là ngon, nhưng mà phải kỹ nha các bạn, phải làm kỹ chứ không thôi thì nó cái tác dụng nó ngược lại. Thì người ta ăn măng, có số người thì người ta sợ ăn cái măng này á thì nó sẽ nhức mỏi nè, nhức mình đó bạn, nhức mình đó. Có người thì ăn nhạy cảm thì sẽ cảm thấy nhức mình, còn mình thì không có thấy gì hết, mình ăn mình thích lắm, nhưng mà mình chỉ sợ là nó bị đắng thôi. Mình chỉ sợ nó bị nhẫn thôi nha. Nhà mình rất thích ăn cái món măng này, măng nấu để đó, nấu với vịt nè, nấu với giò heo nè, hay là xào. Ồ, rất là nhiều món để mà chế biến nha, xào với thịt ba rọi cũng rất là ngon nha, xào thịt bò nữa. Rồi bây giờ mình để một tí nữa ha, rồi mình đi rửa. Cái này cũng phải rửa là 2 3 nước nữa nha các bạn. Rồi cái phần măng ha mình đã luộc xong ha, rồi mình đã rửa lại rất là nhiều nước. Các bạn thấy bây giờ thì nó đã chín rồi, nó sẽ ra hết cái nước vàng rồi đó. Thì cái thịt của măng hiện nay làm rất là kỹ, thì cái màu nó cũng không có được trắng lắm ha, nó cũng hơi đục đục. Bây giờ mình sẽ để nó vô cái bọc ha, rồi mình để vô tủ lạnh mình ăn dần.
ngon quá xá non luôn. Mình nấu cái nó làm nó bị mấy cái ở trên chót ở trên nó mềm quá, nó gãy. Rất là ngon. Đây vừa nè, đây chắc là một tìm nửa ký vậy đó. Đó. Rồi, giờ mình sẽ bóp cái đầu bọc này ra, mình để đây. Đây các bạn thấy ha, ở đây nè có bốn bọc luôn. Đây một bọc này chắc ra khoảng nửa ký á. Nấu mỗi lần mình nấu cái mình nấu một bọc như nè. Mình để đây ha. Nãy còn không lấy cái hơi ra nè. Đây ha, các bạn thấy ha, nồi ở đó nó bốn bọc với một cái hộp dư ra hết bọc rồi. Mình để trong cái hộp rồi, để cái hộp này mình sẽ ăn trước, rồi bốn cái bọc này mình sẽ để vô cái ngăn mà không phải ngăn đá nha, cái ngăn mà cái ngăn lạnh, nó nhiệt độ nó hơi hơi nó lạnh hơn cái ngăn mát ở dưới đó. Mình để ở trên đó cái mình ăn dần ha. Rồi nhìn thấy con ngon hết sức không ạ? Vậy là xong rồi nha các bạn. Khi mà mình có cái lượng ăn nhiều quá đó, mình không biết làm sao ăn cho hết, mà mình làm mình để dành mình ăn dần nha. Thì nãy giờ mình đã chia sẻ với các bạn rồi đó. Thì cái cách này cũng khá là thâm dụng nha các bạn. Mình để ở đây mình có thể mình sử dụng được 10 bữa nửa tháng đó. Thì mình làm mình để mình ăn dần. Thì hiện nay mọi thứ nó đã hoàn tất hết rồi, mình đã luộc rồi, nó cũng đã chín rồi, cơ bản rồi. Cái phần chia sẻ về cái món chế biến măng để dành ăn dần của mình đến đây đã hết rồi ha. Nếu các bạn thích thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nha. Nhớ subscribe để ủng hộ cái kênh của mình ha. Tạm biệt các bạn.